Các bạn thân mến, tôi là Hưng Trần Quốc. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn, giải thích cho các bạn về cách cấu tạo của âm giai. Âm giai là gì? Âm giai là người ta đặt ra để chỉ về chủ âm của một bản nhạc. Trong âm nhạc nó gọi là gam. Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý và tiếng Pháp họ gọi chung là gam là âm giai. Nhưng mà tiếng Anh nó đọc là game, chương trình trò chơi hoặc là game show, chương trình ca nhạc, đúng không? Thì bây giờ mình cứ thống nhất là mình đọc là gam đi, cho nó dễ hiểu. Tại trong tiếng Việt Nam thì cũng có rất là nhiều, nó đa dạng lắm. Cho nên nhiều người người ta đọc ra những cái từ người ta chỉ về gam. Thí dụ như là âm giai người ta cũng gọi là tông, gam thứ và gam trưởng. Âm giai trưởng và âm giai thứ, tông trưởng tông thứ, âm thể trưởng và âm thể thứ, rồi cung trưởng cung thứ, giọng trưởng những thứ vân vân. Nói chung là nó cũng chỉ là cái gam thôi, người ta đặt ra như vậy. Nhiều các bạn không hiểu nên mà cứ thắc mắc, thì thôi bây giờ mình cứ gọi nó chung nó là gam đi. Thì trong tiếng Ý nó gọi là, ví dụ như là gam, âm giai trưởng nó đọc là me do đó, mi do. Tiếng Pháp là me do. Thứ là mi nơ. Về sau người ta thống nhất là người ta sẽ dùng chữ tiếng Pháp để chỉ về âm giai trưởng và âm giai thứ. Đây là âm giai trưởng, âm giai thứ, cũng gọi là hợp âm trưởng và hợp âm thứ cũng được. Thôi bây giờ mình cứ thống nhất là gọi là âm giai để cho dễ hiểu. Có bảy nốt chính trong âm nhạc, đó là đồ, rê, mi, fa, son, son. Đồ, rê, mi, fa, son, la, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 nốt chính trong âm nhạc. Về Á Châu của chúng ta đó, người Tàu họ tìm ra được 5 nốt. Người ta họ đặt hồ sang sự xê cống. Hồ sang sự xê cống. Xê cống. Cái 5 cái nốt này nó tương đương với lại đồ, rê, mi, fa, so. Họ tưởng là hết rồi. Người Ý họ tìm ra là đồ, rê, mi, fa, so. Họ đặt bằng cái Ý là đồ, rê, mi, fa, so. Nó tương đương với hồ sang sự thế cống này. Người Trung Quốc họ tìm ra được 5 nốt, cho nên là họ gọi là ngũ âm hay là ngũ cung. Còn người Ý họ tìm ra 5 nốt, là họ đặt tên là đồ, rê, mi, fa, so, nó tương đương với cái 5 nốt của Tàu này. Về sau người Ý họ tìm ra thêm được 2 nốt nữa là nốt la và nốt si. Cho nên nó được 7 nốt, nó gọi là thất âm hay là thất cung. Người Âu Châu họ khác, người Á Châu mình cái đó. Thì người Âu Châu họ tìm ra được 7 nốt, rồi họ phát triển dần thêm. Còn người Á Châu mình thì cứ tìm được 5 nốt rồi đứng một chỗ, xài nốt không. Thì Âu Châu họ tìm ra cách, họ đặt ra âm giai. Đó, rồi họ đặt ra cách cấu tạo của hợp âm, cách cấu tạo của âm giai. Thì trong 7 nốt chính này, thí dụ như là mà từ nốt này tới nốt này nó gọi là quãng. Cứ nốt nào mở đầu thì nó là quãng 1, quãng 2, quãng 3. Nó phải đi thứ tự nhau là đồ, rê, mi, fa, son, la, si.
Còn nếu mà các bạn nào mà cảm thấy khó nhớ thì các bạn sẽ bắt đầu bằng chữ La luôn. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, So. Tức là A, B, C, D, E, F, G. Đó. Nó đi theo thứ tự của 24 chữ cái của Việt Nam đó. Thì trong 7 nốt chính này người ta chia ra này. Đô đến Rê là một tông, Rê đến Mi là một tông, Mi đến Fa một phần hai tông, Fa đến Son một tông, Son đến La một tông, La đến Si chỉ có một phần hai tông. Trong 7 nốt chính này thì các bạn cần nhớ là Mi, Fa và Si Đô là hai cái nốt này là nó chỉ có nửa tông thôi. Còn tất cả các nốt khác đều cách nhau một tông. Tông này chỉ trong cái trong về học về trọng lượng. Cái này là tôn, người ta gọi là tấn, một tơn là một tấn. Nhưng mà trong âm nhạc nó gọi là tông. Tông này chỉ tông là cái khoảng cách từ nốt này tới nốt kia. Thí dụ Rê đến Đô đến Rê là một tông thì nó là cách nhau hai tiếng đàn. Rê đến Mi một tông cách nhau hai khí đàn, Mi đến Fa nửa tông cách nhau có một khí đàn thôi. Đó. Chính nhờ cái chia tông này mà người ta sẽ tìm được tất cả các nốt trong một cái nhạc cụ nào đó. Thí dụ các bạn hiểu cái này, các bạn cầm cái nhạc cụ lên, nhạc cụ mới lên, các bạn sẽ dò tìm từ nốt này, chắc các bạn chỉ cần biết một nốt đầu tiên của nó thôi là các bạn sẽ tìm được tất cả các nốt của cái nhạc cụ đó. Nó đều theo căn cứ theo cái chia tông này. Thí dụ như cây đàn violon cũng vậy, nó không có phím, nó chỉ có dây trống trơn thôi, thì người ta sẽ dựa vào cái cách chia tông này. Thí dụ như từ Đô đến Rê là cái khoảng cách như thế này, Rê đến Mi là hai nốt cái khoảng cách như thế này, Mi Fa người ta sẽ cho một nửa khoảng cách này thôi, nó sẽ làm ra nốt Fa. Trong cái đờn bầu cũng vậy, tôi cũng biết chơi nhiều loại nhạc cụ, cái đờn bầu nó cũng không có phím, nó đánh bằng nốt bóng, nó gảy như thế này, xong bắt đầu là người ta sẽ dựa vào cách chia tông này, người ta cứ Rê Mi Fa, Rê Mi một tông. Mi Fa người ta nhích nhẹ cái nào lên chữ Fa rồi đó, cho nên đây là cách chia tông của âm nhạc. Các bạn nhớ nha, cái quãng này rất là quan trọng, nó sẽ sàng cho nhiều cách công thức của nó rất là nhiều, nó nhờ cái quãng đó. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Hiểu về cách thức cấu tạo của âm giai. Đây là mình sẽ tính là La đi. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, So. Và đã trở về La. Tính là 7 nốt. Bây giờ mình sẽ tính là La trước. Bây giờ mình tính âm giai thứ trước, gam thứ. Chuẩn nó gọi là major. Các bạn hiểu rồi. Thứ nó gọi là minor. Nếu mà bây giờ người ta xài, ví dụ La mà người ta xài M nữa, thì nó sẽ lộn với lại La thứ. Cho nên cái La chuẩn người ta sẽ không ghi cái ký hiệu của cái bên cả. Còn em mà người ta, còn La thứ người ta ghi chữ M nhỏ để cho các bạn phân biệt là đây là La thứ. Còn La chuẩn là không có cái chữ M có nghĩa là minor. Đó. Si chuẩn, Si thứ cũng vậy, Đô chuẩn, Đô thứ cũng vậy, Re chuẩn, Re thứ cũng vậy. Thế mà thứ thì nó có chữ thêm M nhỏ, còn chuẩn thì nó không có cái gì cả. Đây là cách cấu tạo của
Bây giờ ta sẽ tìm cái cấu tạo của âm giai la thứ. Âm giai la thứ. Thí dụ như âm giai la thứ và âm giai tương ứng của nó. Cách tìm của nó là 1, 2, 3. Bây giờ âm giai la thứ, ta sẽ tìm âm giai la thứ trước. Trong âm giai la thứ gồm có những hợp âm gì để đệm cho âm giai la thứ? Thì công thức của nó là 1, 4, 5. Công thức của nó là 1, 4, 5. Chính quãng nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, thì ta sẽ tính quãng như thế này. Thí dụ là si do re mi, tức là cái âm giai la thứ này chủ âm của nó là la thứ, quãng 4 là re, re thứ, quãng 5 là mi, mi 7. Tôi cũng xin nói rõ cho các bạn biết ba cái hợp âm này nó được gọi là la thứ, là thượng chủ âm, thượng chủ âm. Thượng chủ âm có nghĩa là trên, giữa và dưới. Còn hợp âm mà rê thứ nó gọi là trung âm. Còn hợp âm bảy nó gọi là hạ áp âm, hạ áp âm. Ba cái này là thượng, trung và hạ. Nó giống như là đầu mình và chân. Thí dụ như là thằng thượng chủ âm này nó là la thứ, thì cái thằng này là trung âm, thằng này là hạ áp âm. Thằng chủ âm này nó sẽ sai nhiều ở trong cái âm giai đó. Quy tắc của nó là nó phải chuyển. Thí dụ trong một bản nhạc, mở đầu là chủ âm trước, xong bắt đầu phải chuyển lên trung âm, rồi bắt đầu với về hạ áp âm, rồi mới lại trở về chủ âm. Cái này nó không phải là bí quyết hoặc là bí kíp gì cả. Cái này là cái phần mà những người nào mà học trong nhạc viện, học về khoa sáng tác hoặc khoa soạn nhạc, viết hòa âm thì người ta đều giảng dạy hết. Chủ âm, trung âm, hạ áp âm giống như là đầu, mình và chân. Thì cái đầu nó bao giờ cũng là chủ, là chính. Các bạn nhớ nha, đây là công thức tìm những hợp âm đệm cho một âm giai. Thí dụ âm giai la thứ, gam la thứ. Nó gồm có những hợp âm gì để đệm theo cho nó? Thì các bạn tìm là 1, 4, 5. Thứ 3, 2, 3 là không tính. Đó. La, re, mi. Nếu mà nó là âm giai la trưởng thì cái thằng trung âm này phải là re trưởng, còn cái thằng hạ áp âm này, thằng hạ áp âm này nó sẽ là xài chung cho la thứ và la trưởng. Tại sao nó lại như vậy thì tí nữa tôi sẽ giải thích. Đó. Âm giai trưởng và âm giai thứ nó khác nhau, tí nữa tôi sẽ giải thích. Cái hợp âm mi 7 này đó, thì trong tiếng Pháp nó gọi là septem. Sept là 7, septem. Cho nên nhiều bạn cứ có nhiều người lớn người ta gọi là mày biết hợp âm sept không? Đó là hợp âm septem rồi đấy, hợp âm mi 7. Đây là hợp âm mi 7 trưởng, nó còn có hợp âm mi 7 thứ nữa. Thì bây giờ cái âm giai tương ứng của cái thằng la thứ này là thằng nào? Giờ mình sẽ tính 1, 2, 3. Âm giai tương ứng của thằng la thứ nó sẽ là đô chuẩn. Đó. Bây giờ đô chuẩn, âm giai đô chuẩn nó gồm có những cái hợp âm nào để dẫn cho nó? Thì mình cũng sẽ tính là 1, 4, 5. Ví dụ như mình tính là 1, 4, 5. Đô, rê, mi, ba, so. Thì cái thằng 5 này sẽ là hợp âm 7,
đó. Đấy, hai thằng này. Nếu mà đô thứ thì cái thằng A này là phải pha thứ. Son bảy sợi chung cho hai em gia trưởng và thứ. Hai cái ông trai này nó tương ứng nhau tại vì nó ở đầu dòng nhạc nó không có dấu thăng nào cả. Thí dụ như một bản nhạc, các bạn nhìn đầu dòng nhạc, đây là chìa khóa son, chìa khóa son đầu dòng nhạc, rồi các bạn thấy nó không có dấu thăng gì hết. Nếu mà nốt cuối cùng của cái bản nhạc này nó là la thì nó sẽ là âm dài la thứ. Nếu mà nó là đồ đô đố thì nó sẽ là âm dài đô chuẩn. Nếu mà âm dài đô la thứ là chính thì người ta sẽ mượn cái âm dài tương ứng của nó là đô chuẩn này để phụ vào. Tức là mình sẽ chơi 6 hợp âm. Hồi xưa là người ta chỉ quy định là một âm dài chỉ xài 3 hợp âm thôi là đủ rồi, nhưng mà bây giờ người ta càng cải tiến lên, phát triển lên thì âm nhạc phát triển lên, người ta sẽ xài mượn cái âm dài tương ứng của nó là đô đô chuẩn. Rồi về sau là tôi sẽ nói thêm với các bạn, người ta còn mượn những cái hợp âm của những cái âm dài kế cận của nó, giống như người hàng xóm mà mượn cái bàn cái ghế của nhau để làm cái bữa tiệc gì đó, mượn xong rồi trả lại. Đó, nó như vậy để chơi cho rộng hơn. Ví dụ như là trước quy định là chơi 3 hợp âm, về sau phát triển người ta chơi 6 hợp âm, chơi 8 hợp âm, bây giờ người ta chơi 10 hợp âm. Rồi bây giờ người ta không có tôn trọng quy tắc thì người ta mượn đủ hết. Thì cái thằng đô trưởng này cũng vậy, đây là thượng thủ âm, trung âm và hạ áp âm. Một bản nhạc thì nó có hai phi khúc, nó có phi khúc và điệp khúc. Thì cái đầu tiên của cái bản nhạc chủ âm, ví dụ nó là đô chuẩn, thì cái câu hát đầu tiên của nó sẽ phải đệm là đô chuẩn. Câu kế thứ hai là nó sẽ chuyển qua trung âm, cái quy tắc của nó bắt buộc nó phải chuyển như thế. Rồi nó về hạ áp âm, rồi nó sửa soạn nó lại về chủ âm, thượng chủ âm. Cho nên cái này không phải là bí quyết gì cả. Cái này những người người ta học ở trong nhạc viện người ta sẽ được giảng dạy hết. Có nhiều bạn cũng bảo là mày có biết cảm âm không? Thì nhiều người sợ. Cảm âm tức là mình sẽ chuyển hợp âm theo một bản nhạc. Nhưng mà bây giờ những người đấy là những người họ chỉ biết lờ mờ thôi, họ đâu có biết đó là quy tắc của âm nhạc, bắt buộc phải viết một bản nhạc phải chuyển như thế này. Không lẽ giờ một bản nhạc mình cứ hát mình cứ để đô chuẩn không không lên mà không xuống. Cho nên là những người những tay mà guitarist, những tay nghe nhạc công, người ta biết được cái đấy. Người thứ ba của cái này là bí quyết hoặc là bí kíp, thật ra không phải đó, tại vì người ta không hiểu thôi. Một bản nhạc bắt buộc là chủ âm rồi chuyển qua trung âm, rồi bắt đầu là hạ áp âm trở về chủ âm. Cái phần lý thuyết này tôi cũng nói rõ là chỉ dành cho những người nào biết chơi đờn rồi, biết chơi giỏi rồi hoặc là biết chơi khá rồi, nhưng mà vẫn chưa hiểu, chưa nắm bắt được cái kiến thức của âm nhạc. Cho nên các bạn nào mà không biết thì cũng xin đừng có chê trách gì. Cái phần này là phần phần âm nhạc cao dành cho những người nào học về khoa sáng tác, viết hòa âm, sáng tác nhạc viết hòa âm, chuyển soạn bản này qua bản kia để chuyển soạn thành classic guitar. Đây là cách cấu tạo của âm dài la thứ, âm dài la thứ, âm dài đô chuẩn. Bây giờ ta sẽ tìm qua các ta sẽ tìm qua từng cái bây giờ với si si thứ. Bây giờ ta cũng sẽ tìm 1 2 3 4 5
Các âm giai của si thứ gồm các hợp âm của âm giai si thứ gồm có những hợp âm nào? Si, do, re, mi. Do, re, mi. Si thứ cái này sẽ là mi thứ và cái này sẽ là hoa thanh bảy. Đó là đây là ba hợp âm chính của âm giai si thứ. Đây là thượng chủ âm, trung âm và hạ áp âm. Bây giờ âm giai của tương ứng của si thứ này gì? Mình sẽ tính là 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nó sẽ là rê chuẩn. Rê chuẩn này mình sẽ tính là 1, 2, 3, 4, 5. Rê, mi, fa, sol, la. Quãng 1, quãng 4 và quãng 5. Thì đây nó sẽ là 3 phần chính của âm giai. Rê chuẩn nó sẽ là đây. Rê, sol chuẩn và la bảy. Thì cái âm giai của si thứ á, nếu mà nó là si chuẩn thì hai cái hợp âm trung âm của nó là mi, mi chuẩn và hợp âm hạ áp âm hoa thanh bảy sẽ xài chung hai âm giai si thứ và si chuẩn. Đó. Bây giờ âm giai rê chuẩn đến âm giai son chuẩn, âm giai rê chuẩn hợp âm son chuẩn, thượng chủ âm, trung âm và hạ áp âm. Bây giờ chuyển qua rê thứ. Rê thứ thì cái thằng son này sẽ là son thứ. Hợp âm la bảy này sẽ xài chung cho hai âm giai. Tới đây là các bạn hiểu rồi, đúng không? Các bạn hiểu rồi, cách cấu tạo của nó. Các bạn cứ tính. Đây là hợp âm thứ. Đây là hợp âm âm giai thứ, âm giai tương ứng của nó. Tức như là hai thằng này, một bản nhạc có hai dấu thăng ở dòng nhạc. Nếu nốt cuối cùng nó chấm dứt bằng xì xì xí thì cái bản này sẽ là âm giai xì thứ. Nếu nốt cuối cùng của nó là hai dấu thăng, nốt cuối cùng của nó chấm dứt bằng rê, rê rê thì nó sẽ là rê chuẩn. Đó, các bạn nhớ nha. Bây giờ ta sẽ tìm tới đô, đúng không? Đô thứ, đô, rê, mi, fa, sol, 1, 4, 5. Fa này sẽ là fa thứ và sol sẽ là sol bảy. Đây là hợp âm đô, âm giai đô thứ gồm có bốn hợp âm đi kèm theo nó. Nếu mà âm giai đô chuẩn thì nó sẽ là cái này đô chuẩn, pha chuẩn và son bảy. Đây nó là cái đầu tiên mình đã tìm ra được đó. Đúng không? Đó. Cái hợp âm son bảy này hạ áp âm sẽ xài chung cho âm giai đô chuẩn, pha chuẩn, son bảy. Vừa nãy mình đã tìm nó là âm giai tương ứng của la thứ đó các bạn. Đây là âm giai đô thứ. Thì bây giờ âm giai đô thứ, cái âm giai tương ứng của nó là gì? 1, 2, 3. Âm giai tương ứng của nó sẽ là pha. Đó. Âm giai tương ứng của nó sẽ là pha thứ. Pha đô, đô rê mi, đô rê mi, cái này là mi thì nó không ăn nha. Thì âm giai tương ứng của nó sẽ là mi giảm trưởng, mi, fa, son, la, si, 1, 4, 5. Thượng chủ âm là mi giảm trưởng, trung âm là la giảm trưởng,
và si